Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh ô tô của Sài Gòn nha. Chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và may mắn. Rồi, đây là kênh mua bán xe đã qua sử dụng. Những anh chị và các bạn nào mà có xe muốn bán thì hãy liên hệ cho em ngay qua số điện thoại em để trên màn hình 0933 993 122. Bên em sẽ thu mua giá hỗ trợ tốt nhất cho anh chị và các bạn, hoặc là thu mua tại nhà ha. Đó, đây, hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một mẫu xe mới về, đó chính là Ford EcoSport phiên bản Titanium. Đây là phiên bản cao nhất của Ford EcoSport ha. Được sản xuất và đăng ký lần đầu là 2017. Ở xe thì màu nâu. Biển số thì ở 49 Lâm Đồng ha. Đó, xe này biển 49 Lâm Đồng. Dung tích động cơ xe này là 1.5 lít. Đó, đi rất là tiết kiệm, 1.5 lít. Đây là xe 5 chỗ ngồi gầm cao của Ford EcoSport. Ở trang bị mâm đúc hợp kim nè. Mâm đúc hợp kim có đường kính là 16 inch ha, phanh trước phanh sau là phanh đĩa nè. Ngoài ra thì có trang bị rất là nhiều tính năng, phanh ABS, rồi phân bổ lực phanh. Phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh tăng chống nha mọi người, em xin lỗi. Phanh sau là phanh tăng chống ha, trang bị mâm 16 inch. Xe này màu nâu, biển tỉnh. Bên em sẽ hỗ trợ rút gốc, rút hồ sơ cho mọi người khi mà sang tên về biển tỉnh khác ha. Ở trang bị phía sau trang bị 4 cảm biến qua chạm nè. Đó, có bánh dự phòng để phía sau nè. Nhìn giống là xe việt giả, xe này mà đi đường đồi núi thì rất là ok rồi, gầm cao mà đi thoải mái. Đó, auto xuyên Việt ha. Đây là showroom bên em, địa chỉ là 46 đường GS4, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngay phía sau Bixi Dĩ An ha. 7,7 lít là đó, 7,7 lít cho 100 km đường kết hợp ha, đi tương đối là tiết kiệm. Xe này được sản xuất và đăng ký lần đầu 2017 luôn, mới đi được 46.000 km và có giá bán là 478 triệu ha, 478 triệu. Đó, xe này vẫn còn thương lượng, 478 triệu giá vẫn còn thương lượng cho anh chị nào mà đến xem xe trực tiếp tại showroom bên em. 478 triệu còn thương lượng nha, vẫn còn hỗ trợ vay ngân hàng nè. Đèn pha trước thì đèn pha halogen sợi đốt nè, bóng sợi đốt bình thường ha. Rồi, đèn gầm nè, đó còn gọi là đèn sương mù á. Đó, đèn giúp cho chúng ta đi khi mà sương mù dày đặc thì đi nó tỏ ra một màu vàng để xe đối diện dễ nhận diện, rất là an toàn ha. Ở mặt ca lăng nè, được mã ốp chrome nè, ốp những cái thanh chrome nhìn nó sáng hẳn cái đầu xe lên ha. Ở xe bên em thì cam kết là chất lượng, động cơ hộp số khung gầm nguyên bản ha. Rồi về xe thì có trang bị đèn xi nhan báo rẽ nè. Đó, tay nắm cửa có nút mở cửa thông minh ha. Rồi được lắp thêm cái ốp tay nắm cửa nè, hốc tay nắm cửa ha. Rồi về che mưa nè. Về che mưa. Vỏ xe thì còn rất là sâu. Đây, cửa nè, keo chỉ thì ok rồi. Mình sẽ không có quay nhiều, nếu mà quay nhiều quá thì video nó sẽ rất là dài, làm cho mọi người xem rất là nhàm chán. Đó, trang bị ghế da nè, ghế da thiêu chỉ đỏ ha, nổi bật nè. Đó, ghế da màu đen thiêu chỉ đỏ rất là nổi bật. Hộp số tự động nha mọi người, xe này trang bị tới 7 túi khí an toàn luôn á. 7 túi khí ha. Ở đề nổ startup nè. Một màn hình ở trên nè. Đó, hệ thống điều khiển nè. Nó trang bị 7 túi khí an toàn luôn. Xe này thì 5 chỗ ngồi. Đó, trang bị 7 túi khí nè, có cửa sổ trời nè, đó cửa sổ trời nè. Rất là thoáng mát ha. Mình đi biển thì ngắm biển, mở cửa sổ trời, hứng gió biển rất là thú vị. Ở gầm xe ha, gầm xe thì còn rất là chắc. Hàng ghế sau nè. Đó, hàng ghế sau đã được lót sàn nè, được lót sàn ha mọi người. Đó. Rất là sạch sẽ ha, chủ đi rất là giữ gìn. Ok, đó đây nè. Tựa gối đầu nè. Đi lông theo xe nè, còn rất là mới nha. Ghế thì còn rất là căng luôn, rất là mới nè. Đó, ghế da màu đen. Đây tấp bi cửa nè, được ốp da nè, ốp da nè. Đó, nhựa ha, ốp da ốp nhựa. Đó, đây là bánh dự phòng ha, bánh dự phòng để phía sau ha, có đèn phanh trên cao nè. Đó, có ba ga trên mui nè, sẽ để được đồ khi mình đi xa, đi du lịch ha. Rất là hay. Biển tỉnh 49 Lâm Đồng thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc nha. Đó, rút gốc
Và anh chị thì mua xe này thì sang tên chỉ mất thêm 2% thế trước bạ thôi, 2% thế trước bạ thôi nha. Xe này vẫn còn hỗ trợ với ngân hàng. Anh chị và các bạn hãy yên tâm mua xe bên em. Đó, giá cả thì hợp lý, còn thương lượng 478 triệu ha. Và mọi người có thể đưa xe vào hãng Tết thoải mái, bất kỳ hãng nào của Ford trên toàn quốc. Tại vì xe bên em là xe đẹp, không có sợ lăn tăn khi vấn đề mà khách yêu cầu Tết hãng ha. Bên em hỗ trợ hết, bên em hỗ trợ vấn đề đó nha mọi người. Mọi người hãy mua xe ủng hộ bên em. Tại vì xe bên em là xe quá rất là đẹp, cam kết là chất lượng, động cơ hộp số là khung gầm nguyên bản hết. Ford EcoSport ha mọi người, 2017. Đó, đăng ký và đăng ký lần đầu là 2017 luôn. Đó, vỏ xe đây. Phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh tăng chống bình thường thôi. Rồi 478 triệu ha. Rồi phanh máy đây. Đó, em đã mở nắp capo lên rồi. Mọi người để quay khăn phanh máy cho mọi người xem ha. Đó, phanh máy nè, ốc nè. Đó, động cơ hộp số là chưa có từng hạ xuống để mà sửa chữa đại tu gì hết nha. Đó, động cơ còn nguyên zin nguyên bản luôn. Ốc nắp capo đây, nó chưa có dấu tháo mở nè. Đó, chưa có dấu tháo mở hạ xuống để mà sơn sửa gì hết nha. Đó, xe này khung gầm là ok nè. Mọi người yên tâm, mua xe bên em hỗ trợ test hãng thoải mái, xe không lỗi mà, test bất kỳ nơi nào luôn. 478 triệu ha, vẫn còn thương lượng khi đến xem xe trực tiếp. Đó, mọi người quan tâm dòng xe này đang tìm mua thì hãy nên mua xe này ha. Tại vì xe bên em bán là luôn luôn cam kết là xe đẹp, động cơ hộp số khung gầm nguyên bản, không có từng bơ lội thị kích gì hết nha. Đó, vỏ xe còn rất là sâu nè. 478 triệu ha, còn thương lượng cho anh chị và các bạn nào mà đến xem xe trực tiếp tại showroom Auto Xuyên Việt bên em. Địa chỉ là 46 đường GS4, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngay phía sau Vixi Dĩ An ha. Các bạn và anh chị có thể là lên Google Maps gõ vô Auto Xuyên Việt là sẽ hiện ra ngay. Đó, địa chỉ rất là dễ đi luôn. 478 triệu. Ford EcoSport Titanium bản cao nhất nha, 2017. Dung tích động cơ 1.5 lít, mới đi được 46.000 km. Và xe màu nâu, biển thì ở Lâm Đồng. Có giá bán là 478 triệu, vẫn còn thương lượng khi đến xem xe trực tiếp nha mọi người. Đó, vẫn còn hỗ trợ vay ngân hàng luôn. Mọi người hãy gọi điện cho em hoặc là inbox Zalo qua số điện thoại 0933 993 122 để được trao đổi và tư vấn cụ thể hơn nha. Anh chị và các bạn hãy cho em những cái đóng góp ý kiến để được cái kênh ô tô cổ Sài Gòn một ngày nó phát triển và tốt hơn nữa, thì hãy comment ngay phía bên dưới. Mọi người hãy đăng ký kênh và bấm vào nút chuông ngay phía bên dưới để ủng hộ kênh của em và được xem những mẫu xe mới bên em cập nhật thường xuyên hơn nha. Đến đây xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.